Anh cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp mơ là anh lại muốn ở Quần vô má ơi, quần vô má ơi. Ở chung bữa nay gặp thằng này nó thánh chế rồi. Anh biết rằng anh biết làm sao đây, lỡ thương mơ anh sẽ ở trường nghe mơ. Chịu phá chơi mơ quá không? Tôi nằm mơ cho chơi mưa. Đúng. Chiều nay cho bà mẹ 100 ngàn, em còn 400. Thôi làm liền cũng đi. Tới sáng đi chợ mua bánh hả? Làm liền cũng đi. Thôi, nếu nếu mà, nếu mà mơ làm nói được, mơ mà làm được là cỡ cô chú thích lắm á. Dạ. Ừ. Cho à? Đúng rồi, vậy nhưng thôi. Mà hôm qua mượn bà nói mẹ cho con mượn 100 ngàn, cái bà nói trời ơi, cho tiền này của ông Tiến cho tao mà mượn 100, cứ trả bà 50, hôm qua ông Tâm cho 200 ngàn sai tao trơn. Cho ai? Cho em. Ông Tâm cho 200. Xả gì dữ hả? Đi khách sạn. Em đi chợ. Đi nhà trọ. Đi chợ rồi đi đi chợ hả, chứ không có bồ. Ờ đừng có dạ, bồ nghe. Không có bồ. Mình đừng có bồ ở gì cho trai thèm chơi. Ừ, nhất là ông này nè. Ê anh thương em nha. Ê nó mà ăn dạo thương em nha. Nó kêu ông thương. Mà ăn dạo mới được. Tao mà thèm tục chất liền. Em bữa nay trong mình không có đồng bạc á, anh cho mượn quá trời luôn. Cảm ơn ông trời. Rồi giờ sao, có cho mẹ không? Dạ. Đổi ra đi. Đổi ra tiền mới cho. Nè có không cho đổi nè. Có không? Có. Sao? Đổi không? Đổi đâu? Đưa 500 đây, đổi cho. Chứ bà nói mà bà không đưa tôi nghi. Cho mẹ nhiêu? Cho bà 100 à, 50 vậy. Thôi 100 đó là 100 mượn. Ít vậy hả? Vậy hả? Cho ít vậy hả? Ừ, bà cho trai. Trời ơi mơ có. Mẹ nào cho trai? Có. Cô á là cho bé bé Mi. Có. Cô cho bé Mi mà. Có người yêu đẹp. Yêu không nữa. Dám nói với mẹ vậy đó. Tôi có người yêu mang tên Hồng. Đừng có lớn cho anh. Mẹ mẹ em bộ đẹp hơn em mà Sài Gòn đó. Nhỏ người đừng có em cắn mà. Nhỏ nhỏ. Cho tiền rồi thấy mừng quá. Vậy hả? Ừ. Ê, chiều nay hai đứa mình đi nha. Đi đâu anh? Hả? Hai đứa mình đi đâu? Chủ cũ á. Trời má ơi. Cũ hả? Nha. Ha. Ca giờ xin lỗi ca bản khác nè. Bà gì? Tiền thắng tình thua đi. Ừ. Đó là ca bản gì? Ngày đầu yêu nhau anh bảo em câu gần, tiền tình sao em thì em nói em chung tình, tiền làm em đau anh xin lỗi em mơ gần, anh không chấp nhận tiền vàng đâu mơ. Anh ơi tiền thắng tình thua mà mấy ai chê cười, tiền làm em đau, tiền giết chết em anh ơi. Bởi em con gái trô nghèo, bởi em chấp nhận cuộc tình yêu. Được không thầy? Được. Em cứ việc em ca đi, còn có trách nhiệm của anh là anh ngó em, anh chiêm ngưỡng em. Yeah. Sáng tác ra. Đúng rồi. Chấm điểm ha. Đúng rồi. Chị này ca hay lắm đó. Anh mơ. Vậy hả? Mơ với chị là chị. Em ca em đâm chục bảy không? Chục bảy bên chị này đâm mình đó. Đâm không được. Em mà đó à, em có chồng Hàn Quốc đó Dung. Giàu lắm, đi chơi đó. Kỷ niệm em kể cho Dung. Mà mẹ mẹ biết ca không? Mẹ hả? Bà hả? Nếu mà biết ca, biết ca lên đây là được thưởng. Vậy hả? Thôi thôi rồi. Được kêu bà ca coi. Được kêu ấy. Kêu bà ca. Kêu ấy. Bà ca hay lắm à. Kêu biết bà ca, có ổng biết bà ca. Nhưng mà có một điều nữa. Em thấy bà đó giống ca. Nếu mà bà ca cộng pháp ra chứ. Ê mơ. Bà hớp vào với tội nghiệp đó mà. Mà anh, ba mai lứ anh ruột. Anh ruột có chắc tội nghiệp. Mà mai lứ với hớp vào. Hiểu dạ. Rồi mà hiểu cái công việc của mẹ rồi nhưng con mà mơ này kia anh nó cùng anh lên cơ. Anh không nói gì. Mơ. Dạ. Nếu mà mơ. Mơ. Dạ. Nếu mà mơ mà kêu bé My ngồi với mơ nói chuyện với cô chú nữa đó là thật sự người ta thương lắm á. Dạ. Kêu bé My lại đây. Kêu My hả? Ừ. My đâu mất tiêu. Tại vì bé My á nó mà dớn rồi nó không ăn cơm qua nữa thì đâu. Bé My lúc trước là có một chị ở Thụy Điển á. Dạ. Nói thương nè mà không cho ai ghi hình. Dạ. Nhưng mà bây giờ bé My mà chịu lên để ngồi ghi hình ở đó là cô chú biết nhiều hơn là ba, giúp cho bé ba hơn. Ba nó có vợ bé rồi bỏ nó ở đây với em. Thôi bây giờ cái chuyện nó bỏ qua bên, kêu bé My được không? Nó. Dạ. Kêu được không? Được. Hả? Nó rồi kêu. Nó ở chứ. Nhà nè. Bé My dễ thương cho nó. Ừ. Kêu đi. Đi kêu nó hả? Ừ. Kêu vô cho hả? Ừ. Không biết nó ngồi không? Không thấy nào đó giờ không ngồi đi chơi. Thì đó chính là vậy chú Phong. Ừ anh Phong mới nói. Kêu bả vô chơi đi. Thôi đi. Kêu bả hả? My á, My là cô chú thương. My ta thương hả? Ừ. Nó nói đâu mất tiêu. My ơi. Rồi rồi có dán em đi cho thùng phải chuyển động.
kêu bà chỗ ô. Nhưng mà nè, kêu My làm sao rồi? Mày ra đây ngồi chơi nè My. Chú Phong nè con, bữa có hứa cho con đó. Đi học tội nghiệp đó. Ăn cơm cha nước mắm đi học có bữa nhịn đói. Vậy đó hả? Đứt ruột. Ờ rồi. Mà giớn một ngày có 5.000 cái. Trời ơi. Em mà đứt dây thì có chứ đứt ruột. Vậy. Em có thương con không? Thương. Thương nhiều không? Hôm nay nó lên mấy rồi. Dạ. Hôm nay nó lên lớp mấy rồi. Không nhớ học lớp mấy nữa anh ruột. Ra ngồi với chú Phong nè. Nó khùng nó không biết lớp mấy nữa. My ơi. Nè chú Phong chơi này cơm. Cưng con ừ. Ông nghe ông mơ đó, xem nó dữ. Không biết đường đó. Ra ngồi với ba với mẹ nè con ơi. Ba mẹ. Tại với ông ba mẹ. Ông này có vợ không anh con? Anh có vợ. Ông này trai tơ đó. Vậy hả? Ừ. Anh có vợ hả? Này cũng trai tơ luôn. Trai tơ luôn hả? Ừ. Chưa có vợ hả? Trai tơ luôn à. Vậy hả? Ở gì ha? Ê mơ. Mơ dạ. Giữa anh và người ấy em chọn ai? Anh tí anh tè biết nào em chọn ở xô trời biết nói sao đây anh. Hút mẹ hai thằng luôn cho rồi. Anh tèo em cũng nghĩ bạn thôi. Anh tí em cũng nghĩ qua đường mình hái qua. Kè qua lối nhỏ vào nhà em đi. Ừ. Ừ. Qua lối nhỏ vào nhà anh. Muốn ghé vào tâm sợ ba má em đòi tiền. Anh quá nghèo lắm mơ ơi. Bàn tay chân làm sao nuôi em đủ lấy. Em có đòi hỏi gì đâu. Mỗi lúc gặp anh thì thấy anh cười giống hề. Thôi tới đó nè thầy ạ. Anh hay hay biết hay rằng hay. Việc làm sao đây. Lỡ yêu mơ anh sẽ đập đầu nha mơ. Thôi nào ca thí đại nha. Anh có thuộc. Anh cứ hỏi lòng tại sao. Mỗi lúc gặp mơ là anh đại muốn ở nè. Bữa nay gặp hàng này nó thánh chế rồi. Anh biết rằng anh biết làm sao đây. Lỡ thương mơ anh sẽ ở anh thương nhé mơ. Điều phá chơi mơ quá không? Ừ. Nằm mơ cho chơi mơ. Đúng. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Mơ trắng ốc à. Trắng không? Trắng. Dạ. Trắng từ trên dưới luôn hả? Trắng quắc mơ. Trắng thiệt luôn. Thiệt. Không tên, không tên, không tên, không tên, không tên. Tên gì? Không bao giờ tên. Người quốc ổng sao ông khùng không? Không có ở đâu. Tôi kén lắm đó. 100.000 người vô tôi chưa ở tôi hỏi má rồi. Trời ơi. Biết bao nhiêu ngàn đàn ông vô tôi cặp mắt đó. Nhưng mà liếc đó qua con mắt liếc dọc hàng ngang. Đàn ông đứt xốp lớp sắp hàng em không chịu đâu anh. Gọi xong dẫn anh vô phòng đủ ga rồi được ai nấy bước. Anh ngồi khóc mướt gượt như ma. Mệt chết mẹ luôn. Tôi ca thế nào tôi đâu biết gì đâu. Ở trong anh chị nha. Ừ. Nguyên câu chuyện luôn rồi. Nên luôn là kịch bản luôn à. Ừ, anh là chắc anh luôn mà ha. Ừ. Nói à, chúc anh ta gì nè chị. Anh ta gì? Nghiệm. Chúc anh Nghiệm bằng ai quát tài quát lộc nha. Nó anh Nghiệm có tiền nó cho ông cùng cái đó nó quái anh Nghiệm nó buồn nó cười giỡn anh Nghiệm. Chúc bằng ai quát tài đưa anh Nghiệm lên đất nước nha, anh cười giỡn rồi lên nha. Nó lên sao? Ừ, cho tiền nó. Lên trên chảnh ha, lên trên cái bàn. Đưa lên trời luôn. Ha, lên cái bàn. Dữ hả, bữa nay cho ông Nghiệm bằng ăn tán 300-400 tỷ rồi cho ông cười giỡn rồi ông nuôi con mơ. Ông được lắm mà ông vô cho tiền làm gì mà thác tới 300-400 tỷ không làm, làm gì đó làm làm gì không có tiền được làm gì làm cướp nhà băng không quan trọng có tiền luôn đó ông ông lụi ông luôn đó chọc chọc tôi chết mẹ không đụng mà cùng á ông chờ cho nó anh mà nó lụi anh luôn hả ông thương tôi đó vậy là cho 500 lớn thấy tội nghiệp anh vậy là nói chung là nó thương mơ nhưng mà nó thấy là anh thương mơ nữa nên nó lụi anh lụi luôn mẹ rồi cái này là cái này là địch thủ rồi chứ gì nữa. Sao mà cái này là kinh địch rồi. Có ông nào ông sợ ăn hiếp mơ lộng lụi luôn ông trời đó. Mày mốt luôn à của ông ha. Ừ. Vậy là ông cho 500 không hả? Ừ, ông cho 500 không ai cho cao đó. Ừ, ông nào cao hơn nữa thì lụi. Ừ. Lụi lại. Lụi lại. Má một hồi nó chạy xe tôi lụi nữa nè. Tôi lụi đó. Ông lụi ông được lắm sao? Ừ. Ông trời đó. Còn nếu mà nó đang lái anh không lụi. Anh nhìn cho mặn lớn ha nha. Lớn lắm đó. Lớn mới có tiền luôn mà. Ừ, nó mơ không sợ ha. Đúng rồi. Chơi ấy luôn hả? Chơi ấy luôn. Chơi
đang tóc tình yêu luôn hả? Đang tóc tình yêu luôn. Ừ, quý môi giỡn đó, tôi thấy ông ngộ nha. Ông vô là ông chơi sập à, chết sống nha, ai ăn ăn làm ha. Ông thấy là 500, ai cũng vậy hết nghiệp. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì ai cũng vậy đó. Rồi bây giờ nè mở. Dạ. Anh. Sao? Dẫn nhỏ này. Sao? Em, dẫn này đi đi. Chơi luôn. Chơi đi. Đi luôn. Đi khách sạn. Đi nhà trọ mẹ đi. Uống cà phê đi. Thôi. Nhà trọ cà phê. Thôi. Anh uống cà phê đi mà ôm tới ôm mặt về. Anh uống cà phê hai anh ôm mấy người gặm đó. Anh uống cà phê mà sao hai đầu gối anh đau. Anh uống cà phê sao hai cái giò anh rung bay bay. Anh đi chơi về tới ôm về anh chết với em nghe. Anh uống cà phê gì làm ăn tương lai sự nghiệp mới. Anh xây nhà cắt nhà cho mơ giàu đẹp sang. Uống ly cà phê sao anh bỏ giờ con từ sớm. Hai em xấu hơn người ta anh ơi. Uống ly cà phê đó. Anh uống cà phê sao mà coi anh đau quá trời. Anh uống cà phê sao mà hai cái chân nó rung bậy bậy. Anh ôm người ta tới nhà về nhà anh không ôm em. Cà phê làm sao cho lòng ta cùng điên. Cà phê làm sao còn hơn gù say. Anh uống cà phê hay gái. Mấy cô nhảy vũ trường đập. Thằng nào có đi vũ trường chưa? Có. Sao không đi trời ngủ mơ chổng mê không đi. Có nào ngủ mơ vũ trường đi. Dạ. Phải không? Đi bữa đi. Lên chở anh mơ chơi là nhảy tưng tưng. Sập sàn, sập sàn. Sập sàn à? Sập sàn. Rồi chở chờ mơ ở đây để cuộn ông mời thầy Phong lên chở gặp thầy Phong. Có thầy Phong có thôi má. Con lại má cho con về con cấp công con má đừng về con nữa má ơi. Vậy là chơi lên chờ gọn vô tôi quái ông luôn à. Dạ hả? Rồi vô cho nhóc vô tay em không mướn ha. Rồi gần ông có đầu dục ra thịt trơn còn nước rồi tao vô. Tao vô ngồi kế ổng đầy vong nha. Mà tính ra là lúc đầu vô á là nghĩ cũng giận mơ nhiều lắm á. Nhưng mà bây giờ vô rồi đó. Anh biết sao? Nhìn cái nét là em anh giờ anh chịu hết rồi. Anh chị biết sao? Sao? Mình á chị, cái tuổi tác nó phải hợp. Chơi bạn đồng nghiệp. Còn không hợp rồi khó mà ăn. Đúng rồi. Cái vụ này để nghe. Tới chết luôn. Nghe đừng học. Bữa nào mày hỏi anh Phong hợp là ngon đó. Hợp rồi là chờ vua ta đủ vô cho nhà mình luôn. Rồi sao mình biết là cái người đó hợp với mình hay không? Cái người đó phải hợp tuổi mình và hợp lại ăn tiếng nói mình. Vợ chồng cũng vậy cứ gã. Chỉ làm bùa đó ban 3 tháng rồi cũng khoảng rồi. Rồi mình nhìn sao mình biết ta hợp với mình? Cái đó là chết sống, cái đó là cái đó phần số của ông trời ha. Ông gáp mình không? Số hả? Mấy người giết người gáp cho chơi bạn gái. Nhưng em chị bữa nay hợp ha. Rồi ngày mơ là hai chị em mình không hợp. Lý do? Cự lộn quýnh luôn. Sao có nghĩa là tuổi tác nó không hợp. Lời ăn tiếng nói. Bây giờ mình giờ coi cái không phải giỡn đâu hả ông hả anh? Đúng rồi. Người giết người bấm cho hai người nói chuyện. Bữa nay có người giết người bấm cho em với anh nói chuyện lên không? Thôi bây giờ ông chưa hợp thì nói mọi nhóm chưa hợp mơ ha. Nói chuyện buồn đi. Nói chuyện vui vui. Dạ. Bây giờ mấy mình hợp nhau không? Hợp bây giờ hợp rồi đó bốn người đó. Chứ hồi nãy mới giờ không hợp. Nhưng mà tới tối là không hợp đó. Đừng ai biết đi á. Chơi nhau là bốn anh em đâm lộn nhau luôn. Nó cuộn nước chứ sao luôn. Nữa mẹ tối trên đường mà xe ô tô bự dài quá anh sinh viên đại học đổ xuống rồi nước thác ra một cái không chạy là chết đó anh chuyện nó chém đó. Giờ này mình nói chuyện giờ này hợp đó. Nhưng mà tối phải đâm. Tối đâm đó. Đâm là đâm cái kia đó chứ không phải đâm cái chết đâu. Tôi chạy đó. Tôi nói không hiểu không? Vậy không muốn má không cạo đầu đó. Tối tôi cũng không dám lại gần không. Rồi hay là không dám lại gần ông luôn. Ông cũng vậy luôn. Trời ơi. Mà chị này cũng không dám tâm sự luôn. Nó xét nhau nè, nó chơi nhau mà nó quỷ luôn đó. Con thú vật đó. Yêu nhau cười áo. Ông nào mà đẹp trai. Ông mà nhậu lên ông cùng luôn ha. Cùng luôn. Cùng điên luôn đó. Chứ không phải giỡn đâu. Ông phải có người đi kiếm mà ông điên luôn ha. Xé luôn. Ông xé luôn đó, chơi luôn đó. Ông chơi ông luôn đó. Rồi. Mà sao ông thương tôi nè, tôi thấy nào ông thương tôi ha. Thương mấy cho tiền á. Ừ, ông nói thương đâu. Bây giờ anh sẽ về. Dạ. Anh về với mẹ. Dẫn dạ. Mẹ anh đi bơi nha. Bữa nào nữa vô nha. Dạ. Không chở đi chơi sao? Thôi bây giờ lại đi còn xa lắm. Còn dạ. Một chỗ nữa. Ở đâu nữa? Hả? Ở đâu? Chắc ra mặt là dính cùm chân mà hơn cùm tay. Vậy đó hả? Ở Miên hả? Không phải gần Miên. Cho em đi với coi. Thôi đi cái đó đi từ thiện. Vậy hả? Phải đi chơi á. Đi mà không hợp là không xử mà luôn á. Đúng rồi. Cô cái này kêu dớn hả con? Cái này dớn. Hay là 12 cứ ngục? Cái này dớn 12 cứ ngục. 12 cứ ngục vậy đó. Cái bông coi đó là chơi sao 10.000 cái này dớt dớt ông như vậy cái là nhiêu đâu là nhà cái này là 10.000 cái này mượn 10.000 chùa ngang này năm cái nhà 50.000 cái này nè cô là có như là chỉ người ta đưa cho mình toàn bộ mình cho mình bỏ công ra thôi phải không dìm nè mai gì anh từ cái là dễ ăn sao 10.000 cái đó vậy là bao nhiêu một ngày mình làm khoảng bao nhiêu cái vậy 12 giờ trưa hôm qua tới bữa nay mẹ gọi 50.000 bạn này rồi mời em được không kêu nữa cái 50 12 giờ trưa ngày 25.000 ngày 25.000 đủ một cà rem cho mơ ăn rồi đủ hơn mi nó học ngày 50 không đủ em ăn nữa không đủ mi nó học ngày 30 chứ mai 20 giờ mượn ra ngày 30 nó cho con mi nè còn hớt phao thì giá đã 30.000 chỉ 60.000
Rồi nửa tháng thì đừng chuẩn ngày mai em mua lựa hột đều. Dạ, 5.000 ký. Nó mất anh vô quay. Hột đều ngoài tên ninh ta đem vô cho tải cho đổ ra anh ruột. Cái em lấy ra em lãi 5.000 ký anh Phong. Em ngồi em lãi mình lên đủ ra em chơi. Không chơi ai chứ. Mơ không có khéo tay, mơ làm lạng quạng là phải đền đó. Đó phải lột cái vỏ lụa thôi. Đâu có để đâu mơ. Nó liền bàn thuốc rồi thiêu. Bà già em lựa vớn em lựa hột đều. Chiều nay em đi lãnh nè mà không biết ta cho lãnh không. Ủa đi lựa hay là đi cạo? Đi cạo. Trời cái hột đều vàng đó rồi cạo cạo vàng vàng ra nè. Rồi có cái dao nhọn nhọn mai chỉ quần áo mình. Mà làm hay phá? Dạ. Làm hay là phá? Làm. Ông hốt phá là ông bấm mạng ha. Để tao nghe phải không? Vậy là chiều mới cho tiền mẹ đó hả? Dạ. Trời ơi, nó nói không có cho đâu. Ừ kìa, không cho kìa. Mẹ nó không có kìa. Không có. Nó mượn tôi hôm kệ 350 ngàn, không có cho thằng bác. Thì có ngon thì móc đi. Nó không có cho. Bây giờ móc ra nè. Ghê đó. Trời ơi, tao cho rồi chiều nay nó đòi đó, không có tiền trả. Nhiều đâu cho. Không có được. Bây giờ đem đổi ra đi. Không có. Đi đổi cho. Thôi. Thôi cho bà có rẻ không? Cái mặt bà vàng thấy bà cố luôn á. Cho rồi phải cất. Rồi mơ mốt đời đã không có là phải là mốt mất dịp. Mềm xương hả? Nói vậy chứ mơ thế gì đâu. Trời ơi tôi bị 100 lần rồi. Lấy lại mà chứ bà đòi. Ừ. Má không tiền cái đưa rồi cái này anh Phong đem quà lông nè anh Phong. Ừ. Sao nè? Bây giờ dạ. Cho không? Không cho đâu. Đây cho nghe. Còn dạ. Không có nữa không có. Thôi mắc công nó đòi đã mắc công. Anh thương anh là phước bả đi. Rồi sao anh nói cho mà. Cái gì? Nãy nói cho anh chịu. Em cho rồi anh cho đi. Ê bơ. Dạ. Có mắc tiểu không? Không. Đi tiểu đi. Dạ. Ừ. Đi tiểu đi. Dạ. Rồi đó. Dạ. Ai cho tiền tôi rồi đó. Tiền đòi đó. Thôi. Thôi chơi chứ chuyện gì đi tiểu hả? Đâu có. Đi. Không đi tiểu thì đi đái đi. Thôi. Không đi đái đi ỉa đi. Thôi. Rồi nó chơi vậy. Rồi mình đã tốt. Rồi tôi gán tôi nuôi 77 tôi gán mấy thằng nuôi. Nè, hồi mình nè để kéo đâm mắt tôi đó. Hồi nãy mơ thì có 500.000 rồi. Dạ dạ. Nó đâm mắt tôi nè. Nó đâm giỡn cho. Thôi thì con em lấy máy về nữa. Thay mặt cho Mạnh Thường Quân bên Hà Quay. Dạ. Con sẽ gửi cho cô 500.000 đồng. Ừ. Dạ cảm ơn rất nhiều. Dạ mẹ con em cảm ơn anh nha. Dành cho con nó. Đó rồi mình thấy bà. Để mẹ đó, để mẹ nói mơ. Cho con nó không à. Dạ dạ. Thôi để mẹ nói chuyện. Cho bà mừng. Cũng lo cho My đi học. Cho My đi học. Nè con với bà. Hồi nào giờ nhỏ lớn không đâu. Em không biết cái gì mà mơ nhớ nha, mơ là có rồi chứ không lấy của mẹ nữa nha. Dạ. Hứa nha. Dạ. Mượn từ ba giờ rưỡi 4 anh. Vậy. Dạ. Ủa biết quýnh hả? Không có quýnh mẹ nữa. Chưa anh qua nó là em khùng đó. Em ghen anh chứ. Thôi không có quýnh nữa. Rượu bao á thì bà cháu nè, chụp cái sắp gần bừ bữa mới gần luôn, nó đang kéo đâm, nó hấp đâm. Rồi cảm ơn Mạnh Quân. Đúng, cảm ơn Mạnh Quân. Cảm ơn Mạnh Quân. Cảm ơn Mạnh Quân. Cảm ơn Mạnh Quân. Cho tôi cảm ơn ơn già cả rồi. Mừng. Giờ đâu có bằng gì đâu quá vậy. Em cũng mừng lắm. Anh là tốt. Nó cho bộ cậu bác nó đòi lại. Anh là vô cho mẹ con mình không? Không nhận tiền đó, không phải phụ ghẻ nó cho nó đòi lại. Mai cho chứ. Phụ ghẻ em. Bánh ăn. Trong mình đâu có đồng bạc rồi. Xin thay mặt cho cảm ơn trời, cảm ơn nhiều đội ơn, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn anh chị rồi đưa anh nghiệp lên nha anh chị. Dự kiều Mỹ đã ủng hộ anh nghiệp, tôi mấy người nghèo đó rồi nè. Không ai nuôi con sao? Nhưng mà nè sẵn cảm ơn rất nhiều mấy ơi nha. Nhưng mà sẵn mà có nói gì đừng buồn nha. Dạ, có không buồn nhưng mà nè sẵn là cũng nói chứ mơ hiểu luôn nha. Mơ nãy mơ cũng có nhận được rồi. Dạ dạ. Và số tiền này á là chị ở bên Hawaii gửi cho cô dì Tư và bé My. Dạ. Và mơ được có lấy nha. Dạ dạ. Thì cái này người nào cũng có được một phần riêng rồi. Dạ.